Xin chào tất cả các bạn. Sau khi mình in ra thành phẩm một cái cuốn tài liệu như vậy rồi thì mình sẽ dán cái băng keo này và mình sẽ dùng cái băng keo gân 3,5 phân. Chúng ta sẽ dán. Tuy nhiên cái băng keo 3,5 này thì chúng ta dán nhanh thì chúng ta sẽ không cần kéo để cắt. Thì chúng ta sẽ dán nhanh. Bây giờ cái cách như thế nào thì các bạn hãy xem mình làm nha. Đây là sử dụng không dùng kéo để mà xé cái keo này. Giờ chúng ta thực hiện nha. Sau khi các bạn canh ha, bạn canh các bạn dán. Này, tức là khúc chỗ này, ha, khúc chỗ này các bạn sẽ coi mình xé là không cần phải kéo, rất là nhanh, đúng không? Rất là nhanh. Vậy là xong, chúng ta không cần kéo phải cắt cái băng keo này ha. Tại vì cái băng keo này nó có một cái đặc điểm, đó là nó có một cái gân sừ đây nè, gân sừ dọc về ha. Cho đó các bạn nắm cái tay vậy, các bạn cái tay này là cái chủ lực xé nè ha. Các bạn nắm hồi nãy mình đã xé thì các bạn làm dứt khoát, nắm gì dứt khoát rồi, đúng không? Đó, các bạn nắm vậy dứt khoát, các bạn xé là sẽ rất mà rất là thẳng. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn cứ lấy băng keo ra về phải không? Cái tay này là chủ động kéo, là cắt, là xé đấy. Thì các bạn nắm cho nó chặt một đầu nha. Một đầu các bạn nắm bình thường như vậy, rồi các bạn lấy cái lực xé nó nhanh, nó sẽ ra như vậy. Đây, đó, như vậy thì chúng ta sẽ dán một cái cuốn sách rất là nhanh mà không cần phải dùng kéo trên cái băng keo gân. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại.